Dịch COVID-19 trong cả nước vẫn còn phức tạp, số người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cần được hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Với thực tế này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát động, vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái và với phương châm người có của, người có công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, cùng ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian ủng hộ từ ngày 16 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Địa chỉ tiếp nhận: Ban Cứu trợ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm Hành chính Chính trị, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Hoặc chuyển đến Quỹ Cứu trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua số tài khoản 3761-0906-6302-91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.